Miền Bắc và miền Trung đều có mưa trong ngày hôm nay. Cụ thể lượng mưa thế nào và có cảnh báo nguy hiểm gì không chị Hương Liên? Vâng, chị Hằng, có hai khu vực mà mưa to cần phải chú ý. Thứ nhất là ở Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình. Mưa sẽ dàn trải trong hôm nay và ngày mai với tổng lượng mưa từ 70 đến 120 mm và có nơi vượt 150 mm. Vùng mưa lớn thứ hai là Thanh Hóa đến Quảng Bình. Trời mưa đến hết đêm nay với lượng là từ 50 đến 100 mm và có nơi trên 150 mm. Lượng mưa này mà trút xuống các sườn đồi núi thì rất dễ xảy ra sạt lở đất đá. Sạt lở thường ập đến bất ngờ, nếu không trở tay kịp sẽ gây thiệt hại rất lớn. Vì vậy, quý vị hãy để ý một trong những dấu hiệu đầu tiên để phát hiện ra sạt lở, đó là cây cối nghiêng dần, tường nhà hay các sườn đồi núi, các mái dốc xuất hiện vết nứt, lún, mặt đất phồng lên. Và nếu thấy có âm thanh lạ trong lòng đất, tiếng nổ lớn thì ngay lập tức chạy thật nhanh khỏi nơi nguy hiểm. Bên cạnh nguy cơ sạt lở ở những vùng mưa to thì cảnh báo dông lốc sấm sét có thể xảy ra ở khắp các tỉnh thành miền Bắc và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các khu vực này khá vừa phải, dịu mát. Thủ đô Hà Nội cũng như khắp miền Bắc và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng 29 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều cảnh báo mưa dông, vừa làm tầm nhìn giảm xuống 4 đến 10 km, vừa tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Và đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời chị Hằng tiếp tục chương trình. Vâng, cảm ơn chị về những dự báo vừa rồi. Dự báo thời tiết ngày 14 tháng 9, Sapa có lúc có mưa rào và dông 17 đến 22 độ. Lạng Sơn có lúc có mưa rào và dông 24 đến 30 độ. Hạ Long có lúc có mưa rào và dông 26 đến 31 độ. Hải Phòng có lúc có mưa rào và dông 26 đến 31 độ. Hà Nội có lúc có mưa rào và dông 25 đến 32 độ. Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông 26 đến 31 độ. Vinh có mưa vừa, mưa to và dông 25 đến 29 độ. Huế có lúc có mưa rào và dông 24 đến 30 độ. Đà Nẵng ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa 25 đến 31 độ. Quy Nhơn ngày nắng đêm không mưa 27 đến 33 độ. Nha Trang ngày nắng đêm không mưa 27 đến 33 độ. Đà Lạt ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa 17 đến 24 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối có mưa dông 25 đến 31 độ. Vũng Tàu ngày nắng, chiều tối có mưa dông 25 đến 30 độ. Cần Thơ ngày nắng, chiều tối có mưa dông 25 đến 32 độ.